Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi giữa học kỳ 1 môn giáo dục công dân lớp 6. Về giới hạn ôn tập, chúng ta sẽ có 3 bài. Bài 1, tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Bài 2, yêu thương con người. Bài 3, siêng năng, kiên trì. Về cấu trúc đề sẽ gồm hai phần các em nhé. Phần trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm, phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng hình dung lại kiến thức của 3 bài trong giới hạn ôn tập nhé. Bài 1, tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Đầu tiên chúng ta phải hiểu, tự hào về truyền thống gia đình dòng họ chính là thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các giá trị tốt đẹp mà gia đình dòng họ đã tạo ra. Về ý nghĩa thì truyền thống gia đình dòng họ sẽ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công. Chính vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là cần phải tự hào, trân trọng, nối tiếp và giữ gìn truyền thống của gia đình dòng họ bằng hành động và thái độ phù hợp. Bây giờ các em sẽ lấy giấy bút ra và thử làm một cái dạng câu hỏi như sau. Em đồng tình hay không đồng tình với hành động nào sau đây? Vì sao? Đầu tiên, chúng ta sẽ đọc hành động và xác định xem là mình đồng tình hay không đồng tình. Ở phần giải thích thì chúng ta sẽ liên hệ với kiến thức bài học để giải thích các em nhé. Bài 2, yêu thương con người. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Về biểu hiện của yêu thương con người chính là sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, giúp đỡ, tha thứ, thậm chí là hy sinh vì người khác. Biểu hiện trái với yêu thương chính là sự nhỏ nhen, ích kỷ, thờ ơ trước những khó khăn và đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu, ngược đãi người khác, vân vân. Về ý nghĩa của lòng yêu thương con người chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta cần phải giữ gìn và phát huy. Chúng ta sẽ tiếp tục làm thử một dạng bài tập. Phát hiện giá trị yêu thương thể hiện qua thông điệp: người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất. Bài 3, siêng năng, kiên trì. Siêng năng là làm việc tự giác, cần cù, chịu khó, thường xuyên. Kiên trì là làm việc miệt mài, quyết tâm, giữ vững ý chí, làm đến cùng dù gặp khó khăn trở ngại. Mình có thể cùng làm một cái câu hỏi. Việc làm thể hiện em có tính siêng năng kiên trì, tức là bản thân mình đã có tính siêng năng kiên trì như thế nào, thì mình sẽ lấy ví dụ cụ thể ra nhé. Về ý nghĩa thì siêng năng kiên trì sẽ giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và hướng đến thành công. Ở phần này, chúng ta có thể đặt cái câu hỏi: tại sao chúng ta cần phải rèn luyện tính siêng năng kiên trì? Để rèn luyện tính siêng năng kiên trì thì em cần học tập chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng sống, không ngừng hoàn thiện hành vi, thái độ và ứng xử trước những khó khăn, thử thách. Chúng ta có thể sưu tầm những cái câu ca dao tục ngữ nói về đức tính siêng năng kiên trì và ghi vào tập nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một số các bài tập vận dụng về bài tập trắc nghiệm nhé. Câu 1. Câu ca dao tục ngữ dưới đây có nội dung nói về truyền thống hiếu thảo trong gia đình. A. Có công mài sắt có ngày nên kim. B. Đói lòng ăn hạt chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. C.
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. D. Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa. Và đáp án của chúng ta chính là câu B. Đói lòng ăn hạt trà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Câu 2. Câu ca dao, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng các giống nhưng chung một dàn, nói đến đức tính nào? Chính xác là câu D. Yêu thương con người. Biểu hiện của yêu thương con người: A. Nói xấu bạn bè. B. Sống vị tha, chân thành, biết tha thứ, hy sinh. C. Tìm cách hãm hại người khác. D. Chỉ làm điều có lợi cho bản thân. Như vậy, đáp án của chúng ta chính là câu B. Sống vị tha, chân thành, biết tha thứ, hy sinh. Câu 4. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người? A. Giúp đỡ người khác vô tư, không mong sự trả ơn. B. Luôn bênh vực mọi người, kể cả kẻ xấu, kẻ ác. C. Giúp đỡ người khác để được hồi báo. D. Quan tâm giúp đỡ người đã giúp đỡ mình, còn người khác thì mặc kệ. Đáp án của chúng ta chính xác là câu A. Giúp đỡ người khác vô tư, không mong sự trả ơn. Câu 5. Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì? Đáp án của chúng ta chính là câu D. Lòng yêu thương con người. Câu 6. Biểu hiện nào không phải của sự siêng năng kiên trì? A. Tự giác làm việc. B. Lười biếng, ỷ lại. C. Miệt mài làm việc. D. Quyết tâm làm đến cùng. Như vậy, đáp án của chúng ta chính là câu B. Lười biếng, ỷ lại. Câu 7. Cách thức rèn luyện tính siêng năng kiên trì. A. Học tập chăm chỉ. B. Rèn luyện kỹ năng sống. C. Không ngừng hoàn thiện hành vi, thái độ trước khó khăn, thách thức. Và D. Cả A, B, C đều đúng. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Câu 8. Ý kiến đúng về sự siêng năng kiên trì. A. Đức tính cần thiết quý báu. B. Bạn có hoàn cảnh khó khăn mới cần siêng năng kiên trì. C. Học sinh mới cần rèn luyện tính siêng năng kiên trì. Như vậy, đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Đức tính cần thiết và quý báu. Chúc các bạn ôn tập và thi đạt kết quả thật tốt nhé. Cô chào các em.